mà các bạn đợi cô một tí nhá, cô phải lấy cho bạn xem cái gì. Đó chính là cái phần thưởng ngày hôm nay của chúng ta. Phần thưởng ngày hôm nay của chúng ta thì các bạn ạ, chúng ta sẽ có 3 bạn điểm cao nhất. Và 3 bạn điểm cao nhất của chúng ta thì cô giáo sẽ dành tặng cho các bạn, đó là 3 cuốn sách 2500 từ vựng. Và cuốn sách này thì cũng sẽ được livestream chữa trực tiếp trong tuần này. Và lịch thời khóa biểu chữa sách này đã có, cô giáo đã đăng trên thứ hai trên fanpage rồi đúng không? Các bạn lưu ý cho cô giáo, đã mua sách rồi thì phải theo dõi livestream chữa thì mới gì? À, cho mới thấm được đúng không? Đặc biệt là từ vựng. Thì tí nữa sau khi cô giáo livestream xong thì chúng mình sẽ chữa, và hôm nay cô giáo sẽ chữa 50 câu cho các bạn luôn. Trong đó có 45 câu trắc nghiệm và 5 câu tự luận, được chưa? Đấy, chữa cả tự luận, bởi vì sao? Bởi vì là 5 câu tự luận thì kiếp nào các bạn thi cô không thể nào mà chấm được. Vì thi online nên là cô chỉ cần các bạn làm đúng 45 câu trắc nghiệm là được chấm điểm thôi. Ok? Cô ơi sao cô gửi em đề E-Star? Đâu, cô có gửi đề E-Star đâu, chị admin gửi đề bình thường mà. Ui, cô ơi con có cái bờm giống cô à? Ok con, cô nhiều bờm như này lắm. Ok, rồi cô ơi em vẫn chưa nhận được sách ạ. Ngọc Mai, Ngọc Mai mua sách 2500 à? Sao đề này em làm khác cô vậy ạ? Ơ, sao lại khác ạ? Vũ Xuân Thành em đúng 5 câu tự luận rồi. Ok ok. Đây, đây đề hôm nay của chúng mình đây, đề thi thử giữa kỳ 1 lớp 12 nhá. Không phải đề E-Style cái gì đâu. Đây mời các bạn nhìn này, đề hôm nay của chúng ta. Đây, chúng ta có 45 câu trắc nghiệm và chúng ta có 5 câu tự luận. Bởi vì nhiều trường ấy thi giữa kỳ 1 thì ở nhiều trường là có cả phần tự luận. Cho nên là cô cho cả tự luận vào đây. Đấy, với cả là khi mà chúng ta làm tự luận là chúng ta làm đúng tự luận nhá, là tức là anh phải hiểu, rất hiểu bản chất luôn. Nhiều khi anh làm trắc nghiệm anh khoanh ấy, anh khoanh bừa anh vẫn đúng, vì trắc nghiệm mà kiểu gì chả làm hết bài. Thế nhưng mà riêng tự luận thì anh phải chuẩn bản chất anh mới làm đúng được, đúng không ạ? Rồi ok. Đề E-Star em lụi nhiều lắm do hồi nãy chị admin bị nhầm đề. À ok, tí cô sẽ bảo chị. Cô ơi, Linh nhầm đề à? Ok, tí cô sẽ bảo lại chị. Nhưng mà chị đã gửi lại cho chúng ta rồi đúng không? Nhìn làm được ít cực ạ. Ok. Dạ, mấy mà tuần rồi vẫn chưa có. Ok. Nào thế bây giờ thì các bạn sẽ bắt đầu với buổi livestream ngày hôm nay nhá. Đây, buổi live ngày hôm nay của chúng ta là đề thi thử giữa kỳ 1 lớp 12. Và đây là đề số 01. Đấy, lấy nhầm phải bút hết một rồi. Đề số 01 nhá. Tuần này chúng ta sẽ có 2 đề luôn. Đề thi thử giữa kỳ có 2 đề cho các bạn. Và đề lần này là đề 01. Đề thứ 6 tuần này sẽ đề 02. Đấy ạ. Đấy. Và chúng ta có 45 câu trắc nghiệm. Bao gồm có này, bao gồm có này 19 câu, bao gồm có 2 câu ngữ âm, hai câu trọng âm, hai câu phát âm, 15 câu từ vựng ngữ pháp này, hai câu giao tiếp này, ba câu chọn lỗi sai, hai câu kết hợp câu, ba câu viết lại câu, một bài đọc điền 5 câu, một bài đọc hiểu, được chưa? Bài đọc hiểu này thì cô đang cho các bạn là 7 câu và chúng ta sẽ có thêm là 5 câu tự luận, được chưa? Tí nữa cô giáo sẽ chữa tự luận cho các bạn nhé. Trần Thị Anh Thư, cô dùng bút gì thích thế ạ? Cô dùng bút gì thích thế ạ? Bút này cực thích luôn, cô mua hàng mấy chục cái liền. Đâu rồi nhỉ? À đây đây đây. Đấy, nếu mà chúng ta là lớp 12 nên đầu tư những cái bút đẹp đúng không? Bút viết tốt một chút chúng ta sẽ có cảm hứng hơn. Đây cô dùng cái bút gì ấy, Lince gì đấy. Ok. Bút này thì tầm 7.500 đồng một chiếc, bút nước. Ok. Đây là cô mua cả bút đỏ và bút xanh. Đẹp, viết rất là đẹp, rất là mượt, được chưa? Đó, ok. Rồi bây giờ nhá, các bạn nhớ tác các bạn đi vào học nhá để thi thử giữa kỳ chúng ta 10 điểm hết này. Ok, rồi bắt đầu vào buổi livestream ngày hôm nay. Cô Ngọc sẽ tắt màn hình của cô đi để nó đỡ choáng vào đề, được chưa? Ok, và chúng ta nhìn đề cho nó rõ hơn, to hơn nhá. Lát nữa chúng ta livestream xong chúng ta nói chuyện với nhau thì chúng ta sẽ lại bật cái camera này lên. Ok, rồi tắt. Nào chúng ta nhìn thấy rõ đề to đẹp chưa? Bắt đầu nhé các bạn nhá. Comment. Nào những buổi livestream của cô Ngọc bây giờ chúng ta phải gì nhỉ? Phải làm quen lại. Đó là luôn luôn với một cái tinh thần là chiến, được ạ? Chúng ta nhớ comment thật chiến lên cho cô nhá. Rồi, ok, bắt đầu câu hỏi số 1 cho cô giáo. Đáp án chính xác là gì? Câu hỏi số 1 của chúng ta đó là một câu hỏi về phần phát âm, đúng không? Đã là học sinh cô Ngọc thì đi thi phần phát âm phải đúng 2 trên 2 cho cô nhá. Đầu tiên các con thấy ở đây đó là phát âm gì nhỉ? À, phát âm phụ âm T ở mỗi một từ nhá. Nào, đầu tiên này, nhiều giáo ở đáp án đây. Ở đáp án đây chúng ta đọc cho cô giáo là gì nhỉ? Suggestion, đúng không ạ? Suggestion thì các bạn sẽ thấy cho cô giáo là Hoàng Anh Phạm, em sau lớp 12 thì nên dùng bút gì? Hoàng Anh ơi, tiến sĩ thì tôi nghĩ là nên phải dùng cái bút gốc khoảng 10 lần giá nhé bạn nhá. Suggestion, sự đề nghị, sự gợi ý. Các bạn cháu có cho cô ở đây là âm sure, đúng không ạ? Ở đáp án B chúng ta sẽ có từ này là combustion, đó nghĩa là sự đốt cháy đúng không? Chúng ta cũng có âm sure.
Ở đáp án C chúng ta có từ sự tắc nghẽn, traffic congestion, đúng không ạ? Là tắc nghẽn giao thông, chúng ta có âm tr. Và ở đáp án D thì chúng ta có sự tuyệt chủng, và từ này đọc là gì? Extinction. Như vậy âm này âm tr. Đấy, hôm nay là đánh dấu là oánh dấu là buổi live quay trở lại 2K4 của cô Ngọc ở trên page. Cô Ngọc đang rất là gì hào hứng đây. Như vậy câu số 1 chúng ta chọn ông giáo đáp án là D, đúng không? Rồi một lần nữa cô giáo nhắc lại phần livestream, à phần phát âm này. A mình đọc là suggestion, sự gợi ý này. B là combustion, sự đốt cháy này. C là congestion, sự tắc nghẽn này. Và D là extinction, là sự tuyệt chủng. Đây là chính xác của cô Ngọc là D, được chưa? Tiếp theo chủ trung Ngọc câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 này của chúng ta ấy, thì là một câu khá đơn giản, đó là một câu phát âm ED. Tuy nhiên thì cô đã làm bớt đi cái sự đơn giản của câu này bằng cách đó là chúng ta có một số tính từ mà nó có đuôi ED, đúng không ạ? Và đương nhiên rồi nó sẽ phát âm theo kiểu, nó sẽ không phát âm theo quy tắc, nó là ngoại lệ, được chưa? Đầu tiên ở đáp án A thì đây không phải là động từ ED, chúng ta có tính từ là uyên thâm, uyên có học thức, uyên bác, chúng ta đọc là learned. Ở âm này của chúng ta ấy, đừng đọc là learned, đó là it. Đấy. À cô giáo sẽ chép đáp án của một bạn lên nhá, khách mời đầu tiên trong buổi live ngày hôm nay là bạn Lê Hải Anh. Hải Anh đưa ra đáp án như sau: DC, đúng không ạ? Vậy cô giáo khoanh cho bạn đã DC, xem bạn đúng hết 4 trên 4 không nhá. Ở đáp án B chúng ta đọc cho ra là begged, nó có nghĩa là cầu xin, đúng không? Động từ, ok, và chúng ta có là cầu xin, âm này là âm d. Ở đáp án C chúng ta có từ naked, nó có nghĩa là trần truồng, trơ trụi, đúng không ạ? Cũng là một tính từ. Và đáp án D thì chúng ta sẽ có tính từ này là gì? Xảo trá, đúng không? Mình đọc là wicked. Như vậy thì chúng ta có cho cô giáo là 3 đáp án A, C, D phát âm giống hệt nhau. Và đáp án B sẽ là đáp án gì nhỉ? Sai khác còn lại. Như vậy đáp án chính xác ở đây không phải là C như bạn Hải Anh chọn, mà phải là đáp án B cho cô, đúng chưa? Rồi tiếp theo, như vậy là có bạn nào đúng cho cô giáo hai câu phần phát âm không? Một D với cả là hai D. Cô giáo sẽ lấy cái bút nhớ nha. À, các bạn học lớp 12 này, chúng ta đầu tư thêm cái bút nhớ vào, đúng không? Đấy, khi mà mình làm đề nhá, mỗi một đề nhá, mình sẽ phải gì ạ? Làm cho nó kỹ vào. Đấy, mình khi đánh dấu những cái đáp án lên. Mỗi khi nào mình làm xong xong một cái đề, không phải là bất kỳ đề đi, mà bạn phải giữ lại để sau này, trước khi bạn thi, bạn xem lại một lượt, đúng không ạ? Rồi, tiếp theo, chủ trung học câu hỏi số 3. Câu số 3 mới là câu khó đây này. Ở câu số 3 ấy, thì đây là một phần, là phần trọng âm, đúng không ạ? Rồi, đi thi mà cũng là học sinh cô Ngọc thì cũng phải đúng trọng âm, đấy ạ. Thế bây giờ thì chúng ta nhìn này, câu này hơi khó một tí, hơi khó. Nó khó bởi vì là nó có những cái từ mới. Cô nghĩ rằng là ví dụ như đáp án B với đáp án C này này, là các bạn sẽ, một số nhiều bạn là sẽ không biết là cái gì. À, ví dụ ở đáp án B đi, đúng không ạ? Thì các bạn thấy từ này là gì ạ? Bronchitis, nó có nghĩa là bệnh viêm phế quản. Và bronchitis thì các bạn thấy trọng âm của chúng ta sẽ là rơi âm tiết thứ hai. Rồi, ở đáp án A thì từ này chắc bạn biết nhà triết học đúng không? Philosopher. Philosopher thì nó sẽ là trọng âm mấy? Trọng âm 2, danh từ, đúng không ạ? Ở đáp án C với đáp án D thì đáp án D chúng ta sẽ dễ hơn này. Mình sẽ đọc được từ này là gì đấy? Creature. Creature thì chúng ta sẽ có cho giáo trọng âm mấy nhỉ? Không biết là đề các bạn. Thôi chết rồi, hình như là cô giáo đánh nhầm cái đáp án này vào cái từ là đáp án D rồi. Creature, creature của chúng ta thì các bạn thấy creature, cô giáo xin lỗi, thì nó là trọng âm dương tiết thứ mấy? Thứ nhất, đúng không ạ? Và cuối cùng ở đây đáp án C, cái từ là gì nhỉ? Perseverance ấy. Cái từ perseverance thì nó có nghĩa là tính kiên nhẫn, kiên trì. Thì từ này của chúng ta lại là trọng âm dương tiết thứ mấy? À, thứ 3. Như vậy là ở trong cái câu số 3 này thì chúng ta lại không có đáp án rồi, cô giáo xin lỗi. Ở đây cô giáo đánh nhầm cái đáp án D vào đây rồi. Đáp án D đáng lý là cô giáo muốn cho cái từ là từ achievement cơ. Đây. Đấy, cô giáo muốn cho từ này cơ ạ. Rồi, nhưng cô giáo lại cho nhầm thành cái từ creature rồi nhá. Câu số 3 này rất khó này. Thì cô giáo cho cái từ achievement ấy, thì đây là từ này là trọng âm 2. Đấy, nếu mà chúng ta đổi là achievement thì đây là 2, 3, 2, đúng không? Thì nó sẽ là rơi âm tiết thứ 3. Đáp án C này nó sẽ là đáp án gì sai khác này. Và chúng ta sẽ chọn câu 3 là C. Như vậy thì lát nữa cô giáo sẽ cộng điểm các bạn nhá. Mỗi bạn cộng thêm 0,2 bởi vì câu số 3 cô giáo ghi nhầm. Chỗ này phải là achievement thì nó mới có đáp án, được chưa? Rồi nó có nghĩa là sự thành công. Còn đáp án C thì từ này nó có nghĩa là tính kiên nhẫn, kiên trì. Đó. Rồi, bây giờ chuyển cho Ngọc câu hỏi số 4. Nào, câu số 4, Chu Thảo em đánh sai hết quả. Rồi, câu số 4. Nhưng mà câu này cô giáo cộng 0,2 điểm các bạn rồi. Đấy nhá. Câu số 4 chọn đáp án gì? Câu này thì dễ hơn hẳn đúng không? Đầu tiên chúng ta nhìn với động từ là gì nhỉ? Can thiệp, xen vào, chúng ta đọc cho ra là interfere. Interfere, như vậy trọng âm của chúng ta sẽ dâm tiết thứ 3 này. Can thiệp, xen vào.
Ở đáp án B thì chúng ta có cho cô giáo từ giới thiệu đề xuất, mình có recommend, như vậy trọng âm của chúng ta cũng dâm thứ ba. Ở đáp án C chúng ta có từ này là tưởng tượng, imagine. Imagine thì chúng ta sẽ có động từ trọng âm 2 này. Và cuối cùng ở đáp án D chúng ta có từ giải trí tiêu khiển. Cả bốn từ này đều có trong sách giáo khoa. Chúng ta có từ gì? Entertain. Trọng âm của chúng ta cũng sẽ rơi âm tiết thứ ba. Như vậy chúng ta có 3, 3, 2, 3. Đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đáp án gì? Đáp án C. Như vậy là bạn nào nhỉ? Bạn Hải Anh à? Đúng được cho cô giáo là 3 trên 4, đúng không? May sao là câu số 3 bạn cũng vẫn là khoanh C, đúng không ạ? Đấy. Chờ chuyển tiếp học câu hỏi số 5. Cô ơi, đề có 5 câu tự luận mà trong phiếu toàn là trắc nghiệm thì sao ạ? Cô giáo có tính điểm tự luận đâu. Cô giáo tính trên 45 câu mà các bạn, nên các bạn yên tâm nhá. Rồi, bây giờ nhìn cho cô giáo câu hỏi số 5. Câu số 5 của chúng ta kiến thức là về mạng từ, đúng không? A là the này, đi với không có gì này. B là không điền với the, C là hai chỗ trống đều là the và D là hai chỗ trống không cần điền mạo từ. Đầu tiên hãy nhìn cô giáo này. Ở đây chúng ta có từ này có biết là gì ạ? Bahamas. Bahamas là quần đảo Bahamas ấy. Nhá, trọng âm từ này là dâm tiết thứ hai, quần đảo. Thế thì các bạn thấy là khi mà chúng ta sử dụng tên của các đại dương này, đúng không ạ? Rồi quần đảo này, rồi là dãy núi này, rồi là sa mạc này, đúng không ạ? Thì các bạn phải có mạo từ gì? Có mạo từ the. Như vậy chắc chắn là cái anh đầu tiên anh phải có the đã. Vậy các bạn bỏ cho nó be đi ra, đúng không? Bây giờ ta còn a với là gì? C. Tiếp theo bây giờ chúng ta nhìn vào chỗ trống hai, các bạn nhìn có nature. Thế thì những cái gì, những cái từ như là nature này, society này, space này, khi mà chúng ta đề cập một cách rất là chung chung thì chúng ta không cần phải có mạo mạo từ. Vậy là the và không cần có mạo từ. Như vậy suy ra đáp án chính xác của chúng ta sẽ là gì? Sẽ là a. Đấy. Lê Nhật, cả nhà em chọn 5 A. Đúng không ạ? Rồi, cô giáo muốn nhấn mạnh một chút trọng âm của từ này nhé. Bahamas, ok? Bahamas. Quần đảo Bahamas, nơi mà mọi người có thể trở về thiên nhiên. Cái câu này nó lại có một cái cụm từ cực hay nhé. Đó là gì ạ? Đó là get hoặc là go back to nature. Go back or get back to nature. Có nghĩa là trở về thiên nhiên. Đấy. Và còn lại có một từ rất hay nữa. Gen Z của chúng ta hay có một từ ấy, đó là từ vô đối, đúng không? Ví dụ như là chúng ta thấy là không có đối luôn, không có đối thủ, kiểu là cực kỳ xuất sắc rồi, chúng ta nói là vô đối. Thì các bạn nếu như các bạn đánh cái từ unmatched này lên trên Google nhá, các con sẽ thấy là Google nó sẽ dịch là vô đối. Nó dịch đúng đấy, nó dịch là vô đối. Bởi vì sao? Bởi vì cái từ này nó có nghĩa là không gì có thể sánh được. Nó là tuyệt vời nhất so với những thứ cùng hạng. Having no equal. Đấy, nếu mà so nếu mà tra từ điển Anh nó là having no equal, tức không có cái gì ngang bằng. Và Google dịch thì nó dịch cái từ unmatched này là vô đối luôn. Đấy. Và câu này thì mình dịch là quần đảo Bahamas, nơi mọi người có thể trở về thiên nhiên, là một điểm đến vô đối, tức là một điểm đến không nơi sánh bằng, đúng không ạ? Đấy nha. Như vậy đáp án chính xác của Ngọc là A. Đấy, vô đối unmatched. Tiếp theo chuyển cho Ngọc câu hỏi số 6. Câu số 6 thì các bạn nhìn cô giáo là ở đây đó là kiến thức về câu hỏi đuôi. Toàn những thứ mà cô giáo đã dạy rồi, đúng không ạ? Chẳng có cái gì mà gọi là khó khăn ở đây cả nhá, không, toàn những thứ cô giáo đã dạy rồi. Các bạn nhìn cô giáo này, đầu tiên chúng ta nhìn là có she thinks. Cô giáo phải lấy tờ giấy nhát ở đây. Bạn nào mà học lớp live VIP cô Ngọc thì bảo câu này mà khó là quánh luôn. She thinks, đúng không ạ? Thế mình nhớ là khi mà chúng ta kiến thức ở câu hỏi đuôi thì một số những cái kiến thức lưu ý như sau này. Nếu mà các con có ai này, sau đó chủ ngữ ai cộng với các động từ think này hoặc là believe này, đúng không ạ? Hoặc là suppose này, đúng không ạ? Vân vân và vân vân. Sau đó các con cộng một mệnh đề phụ nhé. Thì phần đuôi của chúng ta nó sẽ lấy mệnh đề phụ làm chuẩn. Phần đuôi sẽ lấy mệnh đề phụ làm chuẩn. Tuy nhiên, nếu như chủ ngữ của chúng ta mà không phải là ai, tức là nó là she này, he này, vân vân, rồi cộng với các động từ think này, hay là believe này, hay là suppose này, rồi cộng mệnh đề phụ, thì phần đuôi của chúng ta sẽ lấy cái mệnh đề trên này làm chuẩn, được chưa? Vậy cái câu này các con thấy là gì? Nó có she thinks, tức là không phải là ai, đúng không ạ? Vậy các bạn sẽ thấy phần đuôi nó sẽ lấy she thinks làm chuẩn. Như vậy thì mình có là gì? She thinks thì ở đây là dạng khẳng định rồi. Vậy phần đuôi sẽ là gì? Đối với nó là phủ. Phủ mà lại chỗ này lại là gì? Chỗ này là động từ thường thì phủ định anh lấy trợ động từ. Trợ động từ là do hoặc là doesn't, đúng không? Thế đấy là chủ là she, là ngôi thứ ba số ít, thì anh phải lấy doesn't, đúng không? Vậy thì đáp án chính xác là B. Bạn Chan Chan có nói là không khó nhưng mà lú cô ơi. Rồi các bạn lú cũng phải thôi, bởi vì là từ đầu năm đến giờ cô chưa cho bạn làm đề bao giờ, mà chúng ta toàn học theo chuyên đề. Tức là mình học chuyên đề câu hỏi đuôi thì cả 70 câu bài tập đều là về câu hỏi đuôi, nên các bạn không bị lú.
Nhưng khi mà các bạn cho vào đề thì rất nhiều các chuyên đề nó sẽ trộn vào với nhau. Đến lúc này đầu mình sẽ phải huy động rất nhiều kiến thức vào cùng một thời điểm. Đấy, nên là lý do tại sao có rất nhiều bạn là học ở trên lớp theo chuyên đề rất tốt, nhưng đến khi bước vào đề do là không có kỹ năng làm bài nên là làm rất chán luôn. Đấy, các bạn phải. Nên là bây giờ cô sẽ lên trên page nhiều hơn để giúp đỡ các bạn đây. Nào, bây giờ chị nhớ là câu hỏi số 7. Câu số 7 ở đây các bạn có A là so, B là unless, C là lest, D là so that, đúng không? Quá dễ. Câu này thì chúng ta thấy ngay đáp án chính xác sẽ là đáp án D. Bởi vì sao? Ở đây các bạn thấy là so that chúng ta sẽ cộng với một mệnh đề và nó sẽ dịch cho cô giáo là để mà, tức là chỉ mục đích. Thì câu này mình phải dịch: hãy đảm bảo rằng các chiếc túi của bạn được gắn tên bạn để mà bạn có thể tìm chúng một cách dễ dàng, đúng không ạ? Tác ở đây là gắn này này, đúng không? Như vậy thì đáp án chính xác của chúng ta ở câu này sẽ là đáp án D, đó là so that, đúng không ạ? Rồi tiếp theo chúng ta học câu hỏi số 8. Câu số 8 ở đây thì đó là một câu hỏi về thì. Đây là cái chuyên đề đầu tiên cô giáo là thuộc những cái chuyên đề đầu cô giáo đã dạy các bạn rồi. Thì các bạn để ý cô giáo là hãy nhìn cho cô giáo một số những cái dấu hiệu trong câu, đúng không? Đấy. Nào, bạn Diệu Linh Nguyễn đang chọn 7D và 8A. Thế thì cô giáo sẽ đồng tình với bạn Diệu Linh là 8A. Bạn Tùng Dương có nói là em chưa học tới. Em chưa học tới đúng không? Thế thì bây giờ em sẽ được mở rộng kiến thức. Nào, ở đây các bạn nhìn này, một hành động đang diễn ra thì một hành động khác xen vào. Hành động đang diễn ra chia thì quá khứ tiếp diễn, hành động xen vào sẽ chia thì quá khứ đơn. Câu này mình dịch là: tôi về nhà khi mẹ đang chuẩn bị bữa tối. Như vậy suy ra là mẹ đang chuẩn bị bữa tối, tức là mẹ đang diễn ra. Vậy hành động đang diễn ra sẽ là was preparing. Mình đột nhiên trở về nhà, mình sẽ có là came. Vậy đáp án chính xác của chúng ta sẽ là A, được chưa nào? Rồi tiếp theo chuyển sang học câu hỏi số 9. Hãy nhìn vào câu hỏi số 9. Câu này cô nghi là câu này rất nhiều bạn sai này. Cô chưa cần mở lại đáp án nhưng cô nghi là rất nhiều bạn sai. Bởi vì cô chỉ cần nhìn cái cấu trúc như thế này thôi là sẽ biết là một số bạn, rất nhiều bạn sẽ quên mất kiến thức về phần này. Và những bạn lớp 2K4 VIP mà bị quên mất phần này thì cô giáo cũng sẽ thứ tha cho các em bởi vì là cô chưa dạy. Tuần này thì live VIP chúng ta sẽ có buổi thứ 5 là chuyên đề 17 về thức giả định. Tức là tuần này cô mới dạy nhưng mà bây giờ cô đã cho rồi. Thì đây là một câu về thức giả định. Nhưng mà nếu mà bạn nào mà không biết nó là giả định ấy, thì bạn ấy sẽ làm sai. Đấy. Câu số 9 này các bạn thấy này. Ở trong câu này ta có một cái động từ giả định, đó là ask. Khi mà giả định thì bao giờ cũng có that. Tức là chúng ta có chủ ngữ này, sau đó cộng ask, rồi là that, đúng không ạ? Sau đó cộng với một mệnh đề trong đó nhá. Mệnh đề nó sẽ chứa should. Anh không thích có should đúng không? Anh bỏ đi. Anh cộng verb nguyên mẫu cho tôi, đúng không ạ? Đấy. Anh phải nhớ ở đây của tôi là giả định ạ. Nó là giả định. Còn anh không nhớ được giả định nhá thì anh sẽ sai, đúng không ạ? Nếu anh không nhớ giả định thì 100% ý là anh sẽ cho cái này là to be là were. Đấy. Bây giờ ta sẽ... Nhưng mà bởi vì là các con chưa cần nhìn đáp án, cô chưa nhìn đáp án nhá. Bây giờ mình chỉ biết cái này giả định. Thế thì mình cộng động từ nguyên mẫu, chỗ này phải điền to be. To be nguyên mẫu thì sẽ là be, tức là chỗ này anh sẽ dùng be. The boss asked her that you be early for your first day of work. Câu này dịch là sếp yêu cầu bạn phải có mặt sớm trong ngày làm việc đầu tiên. Như vậy chỗ này tôi phải dùng be đã. Còn bây giờ tôi sẽ xem là đáp án be là đáp án nào. Đây, là đáp án be. Đấy, nhưng mà khả năng cao nhá, bạn nào mà sai nhá, rất nhiều bạn chọn A chắc chắn luôn. Đấy, các bạn nhớ giá nhá, ask, động từ giả định nó chuyên có that, mệnh đề sau có should cộng verb, không có should thì cộng động từ nguyên mẫu, được chưa? Rồi tiếp theo chủ trường học câu hỏi số 10. Câu số 10 này cô dạy rồi này, need. Thế thì các bạn nhìn này, sau need chúng ta sẽ có 3 trường hợp, đúng không ạ? Chứ thứ nhất, anh này mà anh động từ thường thì anh ấy cộng to verb cho tôi, hoặc anh có thể cộng verb in. Nếu anh nghĩ là động từ thường, anh cộng to verb thì anh có nghĩa là cần làm gì, đúng không ạ? Cần làm gì ở mức độ chủ động. Còn anh need cộng verb in là anh cần làm gì nhưng lại là ở mức độ câu bị động, nghĩa bị động. Còn một trường hợp nữa của anh need này là anh ý không phải động từ thường mà anh ý là gì? Anh ý là động từ khuyết thiếu, tức là sau need chúng ta cộng động từ nguyên mẫu, khuyết thiếu mà. Sau động từ khuyết thiếu bao giờ cũng cộng một động từ nguyên mẫu. Nên nếu như need mà lại là động từ khuyết thiếu thì sau đó cộng verb nguyên thể, đúng chưa? Đây là ba trường hợp của need mà các bạn phải ghi nhớ. Thì trong câu này các con thấy là nó sẽ thuộc trường hợp nào? Nó sẽ thuộc trường hợp need verb in. Bởi vì chủ ngữ các con có hair là tóc, đúng không? Cut là cắt, cắt tóc, đúng không ạ? Thì nó là tóc, nó không thể tự có chân đi cắt được. Vậy là tóc nó phải được cắt, cho nên nó là bị động. Bị động thì nó sẽ cộng verb in. Suy ra đáp án chính xác là C, need cutting. Cô thấy có một bạn bảo là cay quá cô ơi, chắc là cay câu số 9 đúng không? Câu đấy cô cố tình cô biết và cô
cho câu đấy vào là kiểu gì, nhiều người sai mà. Chị Tiêu Ngọc câu hỏi số 11. Câu hỏi số 11 đó là kiến thức rút gọn mệnh đề. Ở đây các bạn nhớ giáo này. Chỗ này mình sẽ có hai mệnh đề. Khi được xuất bản, phải cuốn sách của anh ấy chắc chắn sẽ thu hút sự quan tâm cực lớn trên toàn thế giới. Thì các con thấy hai cái mệnh đề này đều có chủ ngữ là sách. Sách của anh ấy được xuất bản, phải sách của anh ấy sẽ gây được tiếng tăm lớn. Khi mà hai mệnh đề có cùng chủ ngữ thì chúng ta có thể rút gọn một mệnh đề. Và có hai trường hợp như sau. Nếu như mệnh đề đó mà là chủ động, các con sẽ rút gọn còn verb in. Còn nếu như mệnh đề đó là bị động thì các con rút gọn còn P2 của động từ. Vậy là chỗ này các con thấy sách thì nó phải được xuất bản. Cho nên đáp án chính xác của chúng ta sẽ phải là đáp án A. Bạn Chu Thảo chọn 11B là bạn sai rồi đấy. Đáp án của chúng ta là once published. Được chưa? Nhớ nhá, rút gọn còn P2 khi mệnh đề ở thể bị động. Và rút gọn còn verb in khi mà mệnh đề đóng vai trò chủ động. Được chưa? Rồi, chuyển tiếp Ngọc. Tiếp theo câu hỏi số 12. Như vậy là hôm nay cô lừa được khá khá đấy nhá. Câu hỏi số 12 chọn đáp án gì? Ở đây là một câu hỏi từ loại. A của chúng ta có đôi ly thì nó sẽ là một trạng từ. B là satisfactory thì nó sẽ là một tính từ. C là satisfied cũng là một tính từ. Và D là satisfaction, nó là một danh từ. Vậy anh sẽ chọn trạng tính hay là danh? Nào, anh chọn trạng tính hay danh ạ? Tất nhiên đề thi thì làm sao mà cả đề nó dễ được các bạn. Đề phải có tính phân loại chứ, đúng không ạ? Nó phải có như một vài câu khó chứ. Nào, câu sâu số 12 chọn đáp án gì? Nếu mình không làm đúng các câu khó thì mình phải làm đúng hết tất cả các câu dễ. Nào, câu này chọn đáp án gì các bạn? Rất dễ nhá. Ở đây đằng trước thì có mạo từ ơ, đằng sau thì lại có danh từ job. Như vậy các con nhớ cho cô giáo là trước danh từ thì các con phải cộng với một tính gì? Tính từ. Vậy từ đây các con sẽ bỏ đáp án A, bỏ đáp án D, ta còn BC. BC thì mình sẽ nhìn cho cô giáo là anh này phải chọn về nghĩa. Satisfactory thì anh này có nghĩa là vừa ý, thỏa mãn. Còn satisfied có nghĩa là cảm thấy hài lòng. Thì câu này của chúng ta là gì? À, cái gì nhỉ? À, cái nhiệm vụ, đúng không? Cái nhiệm vụ của người đại diện khách hàng đó là hoàn thành cái công việc một cách vừa ý, đúng không ạ? Rồi. Thế thì chỗ này chúng ta vừa phải vừa ý mà lại phải vừa tiết kiệm một cách nhất, một tiết kiệm nhất có thể. Như vậy thì chỗ này chúng ta sẽ có cho cô giáo đáp án là B, satisfactory job, được chưa nào? Rồi, đáp án là B nha các bạn nhé. Satisfied là cảm thấy hài lòng. Ví dụ mình nói là tôi rất cảm thấy hài lòng, tôi cảm thấy hài lòng với công việc, thì các con sẽ có câu là I am satisfied with, với công việc này chẳng hạn nhé, with this job. Đấy, đúng ạ. Rồi, bạn Mỹ Hạnh có nói là đáng lẽ cô chữa bài này mấy hôm trước thì đúng hơn. Trúng câu 13 cô ơi. À ok. Đấy, chắc là trên lớp là câu 13 đúng không? Rồi tiếp theo chỉ trung học câu hỏi số 13. Câu 13 của chúng ta đó là một câu kiến thức về trật tự của tính từ, đúng không ạ? Trật tự của tính từ. Ở đây trật tự tính từ thì cái mẹo của chúng ta ấy, là cô nhá, là cô ấy thì cô luôn bảo với các bạn là có mẹo đó là ốc sầm sơn ăn cũng ngon mà. Đây là mẹo không phải do cô nghĩ ra mà là trong từ điển chính thống Cambridge. Và Oxford của chúng ta cũng có Oxford và Cambridge, những cái từ điển có những cả có hai cách mà chúng ta gọi là để sắp xếp trật tự của tính từ. Đó là các bạn có thể đảo S cho A này. Đấy, thì đều, nhưng mà cô thấy là trong đề thi người ta chẳng bao giờ đánh đố giữa S và H cả, cho nên là chúng ta không phải lo lắng. Như câu này cũng thế, đầu tiên là chữ O này này, nó là cái từ, chữ cái đầu tiên của từ opinion. Những tính từ nào mà đứng về gọi là thể hiện cái ý kiến cá nhân, quan điểm thì mình sẽ cho đứng đầu. SC thứ nhất này thì nó có nghĩa là kích cỡ, ví dụ là chúng ta có gì nhỏ bé, small. SC thứ hai là shape, có nghĩa là hình dáng. A là chữ cái đầu tiên của từ age, là tuổi tác, mới cũ. C là chữ cái đầu tiên của từ color, màu sắc. N là chữ cái đầu tiên của gì? Nationality, là quốc tịch, nguồn gốc. Và M của chúng ta là material, có nghĩa là chất liệu. Và cái tính từ cuối cùng của chúng ta có thể xếp đằng sau M ấy, đó chính là P. P này nó là chữ cái đầu tiên của từ purpose, có nghĩa là chỉ về mục đích. Và đây của chúng ta là cái trật tự tính từ. Thì câu này mình dịch này. Ơ, quên mất câu 13 chứ. Vợ của anh ta thì tặng quà sinh nhật cho anh ta. Và cái quà của chúng ta là gì ạ? Là một chiếc ví da nâu nhỏ. Chiếc ví da thì bao giờ nó cũng sẽ là leather wallet. Cho nên ý, chắc chắn các bạn sẽ phải bỏ cho cô giáo đáp án A và đáp án A và đáp án gì ạ? A, B, C, D, cô giáo xin lỗi nhé. Đáp án A và đáp án gì? Đáp án C. Bởi vì chỗ này leather wallet nó đang tách ra rồi. Ta còn A với D. À, A với lại B. A với B thì các bạn sẽ để ý cô giáo này. Small của chúng ta nó là hình dáng, à kích cỡ đúng không?
Brown của chúng ta là màu sắc, kích cỡ thì đứng trước màu sắc, cho nên là đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đáp án A, đúng không ạ? Nhật Linh Đỗ chọn đúng. Tiếp theo chủ trung học câu hỏi số 14. Câu 14 của chúng ta là một câu hỏi về cụm từ. Thật ra thì câu này của chúng ta nó xuất hiện ngay trong sách giáo khoa Unit 1 với những bạn nào học sách cơ bản. Nó nằm ở đoạn, nếu cô giáo nhớ không nhầm là đoạn thứ 3, đúng không ạ? Take responsibility for something thì là chịu trách nhiệm cho cái gì? Cho nên đáp án chính xác của chúng ta sẽ là A. Câu này dịch là mặc dù ấy, anh ta không bị đổ lỗi nhưng mà anh ta vẫn chịu trách nhiệm cho cái lỗi sản xuất, đúng không ạ? Production mistakes, ok? Đáp án chính xác là A. Tiếp theo, chủ trung học câu hỏi số 15. Câu hỏi số 15 của chúng ta ấy là một kiến thức, một câu phân loại đây này. Đó là kiến thức về cụm động từ nha. Đầu tiên là đáp án A chúng ta có after, đáp án B chúng ta có từ with, đáp án C chúng ta có từ of và đáp án D của chúng ta có từ in. Hãy nhìn cho cô giáo là chúng ta có từ name đây này. Đấy, thì mình có một cái cụm động từ đó là name A after B nhá. Name A after B thì nó có nghĩa là đặt tên A theo B. Thì câu này mình dịch là đặt tên những con phố theo tên nhân vật lịch sử thì là một cái việc, một cái thông lệ thường thấy trên toàn thế giới nhá. Cái practice ở đây các con có thể dịch danh từ một cái thông lệ, một cái sự việc thường thấy. Common có nghĩa là chung, thường thấy, đúng không ạ? Rồi, bạn Diệu Linh Nguyên, Unit number 1 Family Life, anh số anh 10. Ồ, kinh nhỏ, nhớ được cả anh 10 đấy. Thế cái câu 15 này, như vậy đáp án chính xác của chúng ta sẽ là A, đúng chưa? Tiếp theo, chủ trung học câu hỏi số 16. Câu 16 này cũng là một câu khó này, phân loại này. Đó là kiến thức về thành ngữ. Đi thi trung học phổ thông quốc gia nhé, tháng 7 năm sau đi thi nhé. Kiểu gì cũng đã có câu thành ngữ, kiểu gì cũng có câu cụm động từ, đúng không ạ? Và đó là những câu mà phân loại bạn 90. Thì bây giờ cho anh nhìn này. Ở đây chúng ta chọn một động từ gì đấy mà nó đi với cả cái cụm đằng sau là in the family, đúng không ạ? Đấy. Nào, Jimmy thì có tiền sử là bệnh tim, has a history of heart disease, which in the family, cái mà di truyền trong gia đình của anh ta. Tức là cái bệnh tim là cái bệnh di truyền. Vậy thì một cái đặc điểm di truyền theo gen ở trong gia đình, người ta sẽ sử dụng cuối cùng cái thành ngữ là gì các con nhỉ? Đó là run in the family, đúng không ạ? Đấy. Và đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đáp án C, được chưa nào? Run in the family, được chưa? Rồi, nhớ cho cô giáo nhá. Rồi, tiếp theo chủ trung học câu hỏi số 17. Nào, câu hỏi số 17 thì chúng ta chọn đáp án gì? Câu này của chúng ta là kiến thức vừa là từ loại mà câu này thì các bạn phải để ý cho cô giáo là cả bốn đáp án này của chúng ta đều là một từ loại, là tính từ. Thế thì câu này nó là câu từ vựng rồi. Đấy. Sắp tới đây bạn nào mà đã có sách 2500 từ vựng cô Ngọc, chúng ta sẽ cùng nhau, đúng không, chinh chiến từ vựng trong quyển 2500 này. Và cô giáo của quyển này mở ra thơm mùi sách mới quá. Đấy. Cô có 5-7 quyển ở nhà cơ. Thì chúng ta sẽ chinh chiến quyển này nhá. Đấy. Và trong đề ngày hôm nay cô giáo cho cũng hai câu ở trong cái quyển 2500 này này. Bạn nào làm rồi thì chắc chắn là sẽ thấy nó sẽ quen thuộc. Đây câu 17 thì đầu tiên các bạn có distinct ý. Distinct này của chúng ta thì nó có nghĩa độc lập, riêng biệt, khác nhau, đúng không ạ? Và đáp án B là chúng ta có từ distinctive thì nó có nghĩa là dễ phân biệt, dễ nhận ra. Đấy, dễ phân biệt, dễ nhận ra. Và đáp án C chúng ta có từ distinguishable. Distinguishable có nghĩa là có thể phân biệt được. Và đáp án D chúng ta có từ gì? Distinguisher thì nó có nghĩa là gì? Lỗi lạc, xuất sắc. Chắc là dịch đến đây rồi thì các bạn cũng đã biết được đáp án nào là đáp án chính xác, đó là đáp án D. Có bạn hỏi là làm thế nào để em có thể làm được các câu hỏi từ vựng, thì câu trả lời duy nhất của cô đó chính là em phải biết được nghĩa của từ thì em mới làm được các câu hỏi từ vựng, đúng không? Vì bắt buộc em phải dịch mà. Thế làm thế nào em biết được nghĩa của từ là em phải học từ vựng hàng ngày thôi. Còn cách học thì cô giáo đã chia sẻ rất nhiều trong các cái livestream rồi. Cái câu 17 mình dịch như sau: cách học có thể là cách học rời, cách học biển đi chăng nữa, nhưng nếu anh là một người lười thì anh cũng không thể học từ vựng được, nên anh phải chăm chỉ lên. Nào, Hồ Chí Minh có một sự nghiệp xuất chúng, đúng không? Một sự nghiệp lỗi lạc, như một chiến lược tài ba và là một học giả rất là nổi bật, đúng không ạ? Và đáp án chính xác là D, distinguished career, được chưa? Tiếp theo chủ trung học câu hỏi số 18. Câu hỏi số 18 chính là câu mà có trong sách 2500 từ vựng đây này. Và các bạn biết không, nó có một cái, nó là cái câu này khó này. Nó vừa có kiến thức về giới từ, nó vừa có kiến thức về cụm từ cố định, và nó có vừa có kiến thức về thành ngữ. Đấy. Thì cái kiến thức về thành ngữ này đó chính là trong sách 2500. Các bạn có từ bark là sủa, con chó nó sủa ấy. Wrong tree là một cái case. Wrong tức là sai.
tree là cái cây, tức là không phải cái cây đấy, một cái cây sai đúng không ạ? Thế cái chỗ này các bạn cứ có một cái idiom cho cô ấy, đó là bark up the wrong tree. Nó có nghĩa là con chó nó sủa ở một không không đúng cái cây đấy, mà không đúng cái cây đấy. Thì cái idiom này nó có nghĩa là hiểu sai vấn đề, hiểu nhầm vấn đề, sai sai, hiểu nhầm hiểu sai vấn đề. Thế thì chúng ta sẽ loại trừ được đáp án gì ạ? Bây giờ nhìn này. Chúng ta sẽ loại trừ được đáp án B và loại trừ đáp án A, bởi vì cái chỗ trống cuối cùng của chúng ta phải là up, back up the wrong tree mà. Thế ra còn C với D. C với D thì các bạn nhìn thấy này, nó sai khác nhau cả hai cái giới từ đầu là in với of hoặc là at với towards. Thì bây giờ cho anh nhìn vào đây. Nhìn vào đây thì kiến thức giới từ là kiến thức nằm trong sách giáo khoa. Nếu bạn nào chưa nhớ thì cô nhắc lại cho nhớ, đó là unit number 1 sách giáo khoa cơ bản. Ta có một cái cụm là win a place at university. Nó có nghĩa là đỗ đại học. Win a place at university, đỗ đại học nhá. Win at a place at university có nghĩa là đỗ đại học. Đó, nên không thể nào mà làm sai cái câu chỗ trống đầu tiên được. Thế thì mình thấy là chỗ này phải điền là gì? Phải điền là at, cho nên chúng ta loại luôn C và thế là còn D. Thế còn tại sao phải có towards, là bởi vì thế này này. Chỗ này các bạn có pathway, pathway là một cái con đường mòn. Đó, một con đường. Và chúng ta có pathway đi với giới từ to hoặc là pathway đi với towards, thì đi với success nó có nghĩa là con đường dẫn đến thành công. Đấy. Cho nên ở đây chúng ta phải chọn được giá đáp án là đi nhá. Tiếp theo chủ đề Ngọc câu hỏi số 19, câu này khó này. Mặc dù nhìn thì lại thấy cũng bình thường, không bằng các câu khác. Nhưng câu này thật ra cũng khó đây nhá. Ok. Đấy. Thật ra nó cũng khó đây các bạn nhá. À, ok, cô giáo đã có link bảng điểm tiếng Anh rồi các bạn ơi. Anh Hoàng Trí Đức vừa mới gửi cho cô. Nguyễn Hồng Loan Phương 8,8. Úi dồi ôi, 8,8 á. À, 8,8 cộng 0,2 điểm, coi như là 9 điểm nhá. À, bạn đứng đầu tiên là bạn Loan Phương. Bạn có đang trong livestream không? Tí inbox cho fanpage để nhận thưởng em nhá. Ở Trung học Phổ thông Tây Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Bạn thứ hai là bạn Trịnh Hoàng Sơn, Trung học Phổ thông Ngô Quyền, Hải Phòng, 8,58, sẽ có điểm 58 nhỉ. Bạn Phan Thái Nam Phương, Trung học Phổ thông An Phú, An Giang, 8,14. Như vậy là chúng ta có ba bạn đầu tiên là bạn Lan Loan Phương này, Hoàng Sơn và Nam Nam Phương, đúng không? Ba bạn này là ba bạn cao nhất. Để cô giáo xem là điểm thấp nhất là bao nhiêu điểm. Điểm thấp nhất của chúng ta ở đây là 1,32 điểm, đúng không ạ? Và cô thấy hơi bị nhiều điểm 1 phẩy đấy nhá. Ok. Rồi, 2,2, 2,6. Ủa, gì này? Được chưa? Chắc là điểm này là tính cả điểm tự luận à? Rồi, tuy nhiên mà có 1, 2 là không được rồi. Ok. Đấy, như vậy là chúng ta có ba bạn đầu tiên là bạn Loan Phương này, bạn Thái Sơn với các bạn Hoàng gì đó đúng không ạ? Ba em nhắn tin trực tiếp cho cô trên fanpage để nhận được hai sách, quyển sách 2.500 từ vựng của cô ngày hôm nay nhé. Rồi bây giờ nhìn vào câu 19 cho cô giáo này. Câu 19 của chúng ta thì mình thấy đây là một câu hỏi về từ vựng. Thật ra nó khó bởi vì cô nghĩ rằng các bạn sẽ chọn đáp án B là phần đa. Bởi vì từ products này nó có nghĩa là sản phẩm. Và các bạn sẽ nghĩ là mua những cái sản phẩm đúng không ạ? Tuy nhiên nó không phải các bạn nhá. Ở trong câu 19 mình dịch là gì ạ? Mua hàng, mua nông sản ấy. Thì cái từ produce này các bạn này này. Đấy. Nó có danh sách trên fanpage không ạ? Có. Ừ, em nhắc cô mới nhớ đấy. Bây giờ cô gửi cho chị admin của page để đăng lên đã. Rồi, để cô dặn chị ý là đăng lên trên page. Mai ơi, đây là bảng điểm nhá. Em đăng lên trên page cho cô nha. Ok. Nào, câu 19 nhìn lại này. Ở trong câu 19 thì các bạn sẽ có cho cô giáo là produce. Thì cái từ này của chúng ta ấy. Ê ơi, hôm nay ít điểm 8 lắm, toàn 7 với 6 thôi. Ui, lại có 5 nhiều nữa chứ. Tôi chết rồi, 2K4 học hành như thế này là phải chú ý nhá. Nào, câu số 19 này. Câu 19 này, thì ở đây produce của chúng ta nó là gì ạ? À, nó là động từ, đúng không ạ? Tuy nhiên các bạn nhá, danh từ của nó ấy, thì lại là hàng nông sản. Mà cái chỗ này các bạn nhìn thấy là gì ạ? Hàng nông sản, bởi vì phải có danh từ nông sản, bởi vì chỗ này mình có từ farms, nó là gì ạ? Nông trại, đúng không? Đấy, cho nên ở đây là produce là danh từ nông sản và đây là danh từ không đếm được. Còn đáp án B là products thì nó là sản phẩm. Đáp án C productivity thì nó là năng suất và production thì nó là sự sản xuất, đúng không? Đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đáp án gì? Đáp án A, được chưa?
Rồi như vậy là có bạn nào 19 câu đầu tiên của cô Ngọc đúng hết không? 19 trên 19. Tiếp theo chuyển cho Ngọc câu hỏi số 20. Câu hỏi số 20 của chúng ta đó là một câu hỏi về phần gì ạ? Giao tiếp. I will never go thì đây là một câu phủ định. Nó có nghĩa là tôi sẽ không bao giờ đi leo núi địa hình thêm một lần nào nữa. Lisa trả lời thì chỗ này là trả lời đồng tình với một ý phủ định. Khi mà chúng ta muốn nói đồng tình với một ý phủ định thì các bạn sẽ trả lời dấu giá là me neither. Và đáp án chính xác của chúng ta sẽ là A. Hoặc là các bạn đọc là me neither cũng được, đúng chưa ạ? Nhớ nhá. Còn nếu như mà chúng ta đồng tình với một ý khẳng định thì các bạn chú ý hồi giáo là chúng ta sẽ sử dụng từ là me too. Đấy. Chứ không phải là lúc nào tôi cũng vậy cũng là me too đâu. Me too là tôi cũng vậy khi nó đồng tình với một ý phủ định, à khẳng định. Còn me neither sẽ là đồng tình với một ý phủ định, được chưa nào? Rồi chuyển tiếp Ngọc câu hỏi số 21. Jack và Lisa ấy, thì đang nói chuyện về cái năng lượng gió, đúng ạ? Và Jack thì nói như sau này. Năng lượng gió thì không phải là một nguồn năng lượng dồi dào và gì vô tận. Đúng không? Một năng lượng gió thì không chỉ là một nguồn năng lượng dồi dào và vô tận, mà nó còn là một nguồn năng lượng sạch và rất là an toàn. Do you think so? Bạn có nghĩ thế không? Đúng chưa ạ? Bạn có nghĩ thế không? Lisa trả lời. I can't believe that's what you think. Tôi không nghĩ là tôi không tin đó là những gì bạn nghĩ, đúng không ạ? Câu B. No way, solar energy is the best. Không thể nào được, đúng không? Nguồn năng lượng mặt trời là nguồn năng lượng tốt nhất. C. Why not? Tại sao không? Và câu D. I think we are on the same page. Thì trong câu này chúng ta có một cái cụm là to be on the same page. To be on the same page nó có nghĩa là gì nhỉ? Nó có nghĩa là chung quan điểm, chung ý kiến. Như vậy thì cái câu số 21 này của anh em sẽ phải chọn đáp án là gì? Đáp án là D cho cô, đúng không ạ? Nó đang đưa ra một cái nhận định, xong nó hỏi mình là gì? Bạn có nghĩ thế không? Thế thì chúng ta sẽ trả lời là I think we are on the same page. Tớ nghĩ rằng là chúng ta cùng quan điểm đấy, đúng không ạ? Rồi, đáp án là D cho cô nhá. Học sinh cô Ngọc mà đã đi thi là chắc chắn phải đúng 2 trên 2 phần giao tiếp, được chưa? Tiếp theo, chủ trung Ngọc câu hỏi số 22. 22 của chúng ta đó là phần đồng nghĩa. Đây, bạn nào bảo khó thì bây giờ đi thi thì thường phần này sẽ nhiều từ vựng này. Tuy nhiên thì đề ngày hôm nay cô giáo không cho nhiều từ vựng trong phần này. Nào, đầu tiên mình có A của mình là discover, B là have a better understanding, D là joy và D là enjoy. Câu này của chúng ta sẽ dịch như sau, đồng nghĩa nhá. Nào, cultural exchange programs. Cụm này có dịch là gì? Các chương trình giao lưu văn hóa mang đến cho người tham dự một cơ hội, đúng không ạ? Để có cái nhìn sâu sắc hơn về cái sự đa dạng văn hóa và sự đa dạng về lịch sử trên toàn thế giới, đúng không ạ? Như vậy ở đây thì các bạn thấy là glean deeper insight của chúng ta. Glean này bạn nào chưa biết nhé, thì từ này nó rất hay đi với từ news hoặc là từ information. Và nó có nghĩa là gì ạ? Nó có nghĩa lượm lặt thông tin, lượm lặt tin tức. Chỗ này mình có glean deeper insight, mình có thể hiểu là kiểu như là mình hiểu sâu hơn về cái gì. Deeper là sâu hơn mà. Mình hiểu sâu hơn về cái gì, hiểu sâu sắc hơn về cái gì. Tức là chúng ta gì? Have a better understanding, đúng không? Đáp án chính xác của chúng ta sẽ là B, được chưa? Rồi, tiếp theo, chủ trung Ngọc câu hỏi số 23. Câu số 23 của chúng ta thì có cái từ dweller. Dweller này của chúng ta thì nó có nghĩa là dân cư, đúng không ạ? Dân cư thì chúng ta sẽ nhớ ngay đến một từ cho cô giáo, đó là từ resident, đúng không? Và chúng ta chỉ cần mở ra xem là đáp án nào sẽ là resident thôi. Đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đáp án D. Ở đây chúng ta có A, cái từ emigrant này, nó có nghĩa là người di cư, đúng không? B là lá gan. C là users là người sử dụng. Và còn D thì residents có nghĩa là cư dân. Và câu này thì chúng ta sẽ dịch cho cô giáo như sau này. New York và các cái thành phố lớn khác thì rất là đông dân cư. Từ gì á? Từ mọi tầng lớp trong xã hội. Ở chỗ này các bạn có là from all walks of life, thì mình có thể dịch là ở mọi tầng lớp trong xã hội, đúng không ạ? Rồi hai câu đồng nghĩa có bạn nào đúng 2 trên 2 cho cô? Kiều Lan, ok, chọn đúng. Tiếp theo chủ nhóm học câu hỏi về phần trái nghĩa. Câu hỏi 24. 24 thì chúng ta có từ in-depth. In-depth thì chúng ta nhớ nhá, tính từ này này, nó có nghĩa là chuyên sâu, đúng không? Chuyên sâu. Nào, bây giờ chúng ta nhìn cô giáo như sau. Cái gì nhỉ? Cái đội của Marshall ấy, nhóm của Marshall thì đang thực hiện một cuộc nghiên cứu chuyên rất là chuyên sâu về urbanization, về sự đô thị hóa và tác động của nó lên xã hội. Đây là unit number 2 trong sách giáo khoa thí điểm của chúng ta, đúng không ạ? Sự đô thị hóa, impact on society,
cái sự tác động của nó lên xã hội, đúng không? Vậy thì chúng ta thấy là đối nghĩa với chuyên sâu đương nhiên sẽ phải là một tính từ mang nghĩa là sơ sài rồi, đúng không ạ? Vậy sơ sài thì đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đáp án gì? Yes, đáp án của chúng ta sẽ là A, đúng không ạ? Thế còn ở đáp án B là detailed thì nó có nghĩa là chi tiết này. Ở đáp án C của chúng ta là gì? M này. Và đáp án D của chúng ta là deep, có nghĩa là sâu, đúng không? Chuyên sâu. Rồi, chuyển tiếp vào câu hỏi số 25. Câu hỏi số 25 của chúng ta có 4 đáp án như sau. A là follow, B là keep contact with, C là lose contact with và D là ignore. Trong câu hỏi số 25 này thì các bạn để ý là keep track of. Đây không còn xa lạ gì với các bạn nữa. Nếu mà các bạn theo dõi cô Ngọc thì cái này chú giáo đã đưa ra trong rất nhiều câu hỏi rồi. Keep track of của chúng ta có nghĩa là theo dõi, đúng không? If we can. Nào, theo dõi, đúng không ạ? Theo dõi, hoặc là lúc này các bạn thấy này. Yeah, chính xác. Nào, các bạn nhớ giáo xem là chỗ này chúng ta chọn đáp án gì? Chỗ này gọi đáp án gì? Cô giáo đang nhìn thấy có bạn Nhật Linh Đỗ đang chọn 25 đi. Nào, chị admin đã nói là chị đăng bảng điểm lên trên page rồi các em nhé cái kìa. Các bạn lên trên page để check điểm của chúng ta nhá. Câu hỏi số 25 chọn gì nào? Đầu tiên ở đáp án A là theo dõi này, đáp án B của chúng ta là keep contact with somebody là giữ liên lạc với ai này. Ở đáp án C mình có lose contact with là mất liên lạc này. Và ở đáp án D mình có ignore thì là phớt lờ, đúng không? Như vậy phớt lờ thì đương nhiên sẽ phải đối nghĩa với keep track of rồi. Đáp án chính xác của chúng ta sẽ là D. Vậy là hoàn thành xong phần đồng nghĩa trái nghĩa. Có bạn nào đúng 4 trên 4 không? Tiếp theo, chuyển đến học câu hỏi số 26. 26 đến 28 của chúng ta đó là phần chọn lỗi sai. Đi thi thì phần này nhá, phải ăn chọn 0,6 điểm cho cô. Đừng có mà bỏ mất 0,2 nào trong phần này đấy. Nào, câu 26 là một câu cực kỳ đơn giản. Đây là thuộc về chuyên đề số 5 cô giáo dạy trong lớp Live VIP, sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ. Các bạn nhớ giáo này, trong phần chủ ngữ chúng ta có neither nor, đúng không? Thế bạn nhớ này, neither sau đó chủ ngữ 1, rồi nor chủ ngữ 2, thì cái động từ của chúng ta ấy, nó sẽ phải đi theo cái chủ ngữ gần nó nhất, tức là cái chủ ngữ 2 này. Câu này mình dịch như sau này, cả bạn của Linda, cả bạn trong lớp của Linda và bạn thân của Linda thì đều sẽ không tham gia bữa tiệc, đúng không ạ? Vào ngày mai. Thế thì mình nhớ là theo chủ ngữ 2 thì nó là close friend, đúng không ạ? Mà close friend nó đang là chủ ngữ mang nghĩa số is. Suy ra động từ to be không thể nào là A được, mà đáp án chính xác phải là gì? Phải là is. Is going to participate in, đúng không? Nguyễn Đông đang chọn 26 là đi, và đáp án chính xác là đi, đổi cho cô giáo thành is. Tiếp theo, chuyển sang học câu hỏi số 27. 27 của chúng ta như sau này. Ở đáp án A người ta cho gì nhỉ? Culture. B cho là A. C là differences. Và D của chúng ta là similarities. Nào, câu này thì theo các bạn chọn đáp án gì? Mình dịch thì rất dễ. Có những sự khác nhau và có những sự tương đồng giữa văn hóa Việt Nam và văn hóa của Trung Quốc. Như vậy ở đây người ta đang đề cập đến hai nền văn hóa là của Việt Nam và của Trung Quốc. Như vậy thì lỗi sai ở đây chính là lỗi sai về gì á? Về danh từ. Và danh từ nào? Đó là danh từ culture, đúng không ạ? Culture là hai nền văn hóa thì đây là một danh từ đếm được. Cho nên là khi ở dạng số nhiều thì chúng ta phải thêm SC. Đáp án chính xác của chúng ta sẽ là A. Thế còn nếu như bạn nào mà không phân biệt, không biết nhìn ngay ra được cái lỗi sai này thì các con có thể dùng biện pháp loại trừ. Đầu tiên các con nhìn này. Differences and similarities. Thằng này nhiều thì thằng này nó cũng nhiều. Mà sau there là danh từ số nhiều thì chắc chắn to be nó phải chia số nhiều, nó sẽ là A. Thế thì 1, 2, 3, 3 chỗ trống này đúng rồi thì đương nhiên loại trừ còn mỗi đáp án D thôi, đúng không ạ? Đấy, đấy là một cách làm khác. Tiếp theo, chuyển sang học câu hỏi số 28. Câu hỏi số 28 của chúng ta như sau ha. Some people believe that saving species on the verge of extinction means going against the rules of nature. Câu này cũng hơi khó, thế thì cô giáo nghĩ rằng là các bạn nên dùng biện pháp loại trừ trong câu hỏi số 28 phần chọn lỗi sai này. Đầu tiên các con nhìn thấy nature, nature chẳng có gì sai cả, đúng không ạ? Nature là tự nhiên, quy luật tự nhiên, nature. Ok. Tiếp theo là going, going có sai không? Sau mean cộng với verb in thì để mang nghĩa là có nghĩa là làm sao. Như vậy chúng ta chọn B được không? Không, B chắc chắn đúng, mean cộng verb in. Tiếp theo chúng ta có đáp án D là on. Thế mình sẽ thấy câu giáo là gì ạ? Saving species on the verge of. Cả một cụm rồi, on the verge of extinction. Nó có nghĩa là đứng trên bờ vực tuyệt chủng. Vậy cũng không sai, đúng không ạ? Vậy suy ra chỉ còn mỗi một đáp án là đáp án C. Thế thì ở cái câu này cô giáo thấy rất nhiều bạn không đưa ra được đáp án đúng.
Đấy. Cô giáo thấy bạn Thùy Dương chọn 28B này, bạn Diệu Châu chọn A à? Đáp án chính xác của chúng ta chẳng phải là B, vẫn chẳng phải là D. Các bạn nhìn ra rồi đấy, đáp án là C. Ở đây chúng ta không dùng rules of nature nha các con, mà các con phải sử dụng cho cô giáo đó là gì nhỉ? Laws of nature. Đó, quy luật tự nhiên, laws of nature. Ok? Đó, chứ mình không dùng rule, có nghĩa là những cái quy tắc đúng không? Thật ra thì dịch ra tiếng Việt nó cũng là quy tắc luật lệ cả thôi. Tuy nhiên thì các bạn sẽ thấy là laws of nature chứ không phải là rules of nature, đúng không ạ? Nhớ nhá. Rồi, ok. Như vậy là có bạn nào đã đúng hết cho cô giáo 3 câu phần chọn lỗi sai chưa? Ok nhá. 3 trên 3. Tiếp theo chuyển cho Ngọc câu hỏi số 29. Phần 29 này là phần đọc điền, cô giáo sẽ chữa sau cùng. Bây giờ các bạn chuyển cô giáo phần ngữ pháp tiếp theo ấy, đó là phần kết hợp câu và viết lại câu. Hãy nhìn vào cô giáo, cho cô giáo câu hỏi số 41. Câu hỏi số 41 của chúng ta đó là phần kết hợp câu. Trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia thì bao giờ mình cũng sẽ có 0,4 điểm ở phần này. Nào đầu tiên chúng ta hãy phải dịch được qua qua nghĩa của hai mệnh đề đã, đúng không ạ? Phải dịch qua qua được nghĩa của hai mệnh đề đã. We can protect the world in which we live. Chúng ta có thể bảo vệ được cái thế giới mà nơi đó chúng ta đang sống. Chấm. For example, chẳng hạn nhé, chúng ta có thể trồng nhiều cây và tái chế rác thải. Recycle là tái chế, đúng không ạ? Thế thì câu này chúng ta dịch là gì ạ? À, chúng ta có thể bảo vệ cái nơi mà chúng ta sống bằng cách, đúng không ạ, là trồng thêm nhiều cây và tái chế nhiều rác, đúng không? Vậy đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đáp án C. Hãy nhìn cô giáo ở cái câu C này. Đây này. Chúng ta có thể bảo vệ thế giới mà nơi đó chúng ta đang sống bằng cách bay này, trồng thêm nhiều cây và tái chế nhiều rác, đúng không ạ? Đấy. Toàn bộ đáp án A, B, D của chúng ta thì đều không hợp nghĩa, đúng chưa nào? Rồi tiếp theo, chủ nhiệm Ngọc câu hỏi số 42. Câu 42 của chúng ta như sau. We almost gave up hope. Chúng tôi đã gần như từ bỏ hy vọng rồi. At that time, vào lúc đó, cái đội cứu hộ đã gì? Đã đến. Như vậy thì cái câu này của chúng ta như sau. Ở trong đáp án A, nó nhắc lại một cụm ở trong phần chọn lỗi sai, đó là on the verge of. Cô giáo vừa nhìn thấy có một bạn comment lên trên phần livestream, đó là em nhớ nhầm thành in the verge of. Đấy, em nhớ lại nhá, on the verge of có nghĩa trên bờ vực. Thì cái câu A này này, A này này, chúng ta dịch là chúng tôi đang trên bờ vực từ bỏ hy vọng. Thì đúng ạ, cái đội cứu hộ lại đến. Vậy được không các bạn? Quá chính xác, đúng không? Thế còn B của chúng ta dịch là gì? Nếu đội cứu hộ không tới, chúng tôi đã không từ bỏ hy vọng. Câu này sai nghĩa, người ta đang sử dụng câu được lại 3. Ở đoạn C dịch này, chỉ sau khi đội cứu hộ đến, chúng tôi mới từ bỏ hy vọng. Sai nghĩa nốt. Và câu D, mãi cho đến khi đội cứu hộ tới, đây là it was not until, thì chúng tôi mới từ bỏ hy vọng. Câu này cũng hoàn toàn sai về nghĩa, đúng chưa? Như vậy đáp án chính xác của chúng ta trong câu 42 sẽ là đáp án A. Ok. Rồi tiếp theo chủ trung học 3 câu phần viết lại câu. Nào 3 câu phần viết lại câu như sau. Câu số 43. He wore such a wet blanket at the party. Trong câu này thì mình có cho cô giáo một cái cụm danh từ a wet blanket. Đây là một cái idiom nhá. Wet thì nó có nghĩa là gì ạ? Có wet có nghĩa là ẩm ướt đúng không ạ? Blanket thì có nghĩa ủa cô giáo còn viết hết luôn cái bút đỏ này rồi các bạn ơi. Nào, blanket thì nó có nghĩa là cái chăn ướt à? Nhưng mà cái chăn ướt thì nó không có với nghĩa. Chăn ướt ở đây thực chất idiom này nó có nghĩa là gì á? Một cái người mà luôn luôn làm cho người khác kiểu mất hứng ấy. Người làm mất hứng những người khác. Được chưa? Thế cái câu số 43 mình sẽ dịch như sau này. Anh ấy là một người thực sự là làm mất hứng, làm những người khác mất hứng ở cái buổi tiệc tối nay, đúng không ạ? Vậy bây giờ mình nhìn viết lại câu xem nào. Ở đoạn A này, he made people at the party wet through. Anh ta làm cho mọi người trong bữa tiệc ướt sũng. Vâng, đúng không ạ? Ở đoạn C này, anh ấy mua một chiếc chăn ướt đến bữa tiệc, sai. Ở đoạn D này, anh ấy thì bị ướt sũng khi về nhà từ bữa tiệc, sai nốt. Và đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đáp án gì? Đáp án B. Ôi, cái bút này cũng hết mực luôn. Trời ơi. Đây, một cái bút đầy mực đây rồi. Nào, nhìn cô giáo này, ở đáp án B nhá thì chúng ta dịch cô giáo này, he spoiled all the people's pleasure, đúng không ạ? Có nghĩa là anh ta spoiled ở đây mình có thể dịch là phá hỏng. Anh ta đã phá hỏng cái pleasure, cái niềm vui của những người khác ở trong bữa tiệc, đúng không ạ? Rồi đáp án là B cho cô. Tiếp theo chủ trung học câu hỏi số 44 này. The children couldn't go swimming because the sea was too rough. Những cái đứa trẻ thì không thể đi bơi được bởi vì biển rất là dữ dội.
Vậy thì chúng ta nhớ đến cái cấu trúc đó là to chấm 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 to, đúng không ạ? Có nghĩa là quá đến nỗi mà không thể làm gì, đúng không? Quá đến nỗi mà không thể làm gì. Và chỗ này là đến nỗi ai không thể làm gì thì mình sẽ có là for somebody. Đấy. Vậy là đáp án chính xác của chúng ta sẽ là A cho cô. The sea was too rough for the children to go swimming. Đúng ạ. Rồi. Tiếp theo, chủ yếu ngọc câu hỏi số 45. I call you as soon as I arrive at the airport, Jim said to me. Câu này mình dịch là gì ạ? Tôi sẽ gọi điện cho bạn ngay khi mà tôi đến sân bay, Jim nói với tôi. Và đây là một câu tường thuật trực tiếp, chuyển sang câu tường thuật gián tiếp. Tôi gọi cho anh ngay khi tôi đến. Như vậy chứng tỏ là một câu gì các bạn? Một câu hứa, đúng không ạ? Hứa thì mình sẽ dịch lại, mình sẽ có là promise cộng với to verb. Và đáp án chính xác của cô sẽ là be. Đó, chúng ta hiểu cái gì ạ? Cái bản chất, sắc thái biểu cảm của cái câu trực tiếp này là một câu hứa, đúng chưa? Đầu tiên các con nhớ giáo đáp án A. Object to cộng verb in ý. Bạn nào chưa biết thì ghi là object to mà cộng với verb in, nó có nghĩa là phản đối làm gì. Ở đáp án C là deny cộng với verb in ý, thì nó có nghĩa là gì các con nhỉ? Phủ nhận việc làm gì. Ở đáp án D các con có remind, thì remind somebody cộng to verb, nó có nghĩa là nhắc nhở ai làm gì. Như vậy thì đáp án chính xác chỉ có thể là đáp án B, promise to do something, đúng không ạ? Rồi, ok. Và bây giờ các bạn có muốn cô giáo chữa tự luận không? Đây này, bây giờ chữa tự luận mới thấy là bạn nào mới là hiểu bài này. Chữa tự luận không các bạn? Nào. Rồi, chữa tự luận nhá. Mình còn bài đọc điền đọc hiểu, yên tâm cô giáo sẽ cho đáp án. Nào, chữa tự luận các bạn. Bây giờ sẽ là phần tự luận này. Bạn nào mà làm đúng hết tự luận thì chắc, nói chung là thế này, trắc nghiệm làm đúng thì không chắc là tự luận sẽ làm đúng. Nhưng nếu tự luận mà làm đúng thì chắc chắn trắc nghiệm sẽ làm đúng, vì cực kỳ hiểu bản chất. Đúng không? Bạn nào Nguyễn Thành Tài, bạn bảo là em ngỡ là nhắc nhở. Tôi sẽ gọi cho bạn ngay khi tôi đến mà làm một câu nhắc nhở á. Nhắc nhở thì phải nhắc thế này chứ. Bạn nhớ gọi điện cho tôi khi bạn đến nhé. Thế mới nhắc chứ. Cái này là mình hứa với nó mà, đúng không ạ? Làm sao mà nhắc nhở được. Tự luận mà làm đúng thì trắc nghiệm chắc chắn sẽ đúng. Nhưng mà còn là trắc nghiệm mà đúng thì không chắc là tự luận đã đúng đâu. Vì tự luận, may mà thi tiếng Anh là thi trắc nghiệm đấy, mà thi tự luận thì cực kỳ khoai luôn. Nào, thiếu dấu phẩy thôi đã sai rồi. Cô lấy ví dụ như là trong câu mệnh đề quan hệ. Các bạn thiếu dấu phẩy hay các bạn thừa dấu phẩy là các bạn đã sai rồi. Bởi vì là có dấu phẩy là mệnh đề quan hệ xác định, không xác định, mà không có dấu phẩy là mệnh đề quan hệ xác định. Nó khác hoàn toàn về mặt bản chất, đúng không? Nào, bây giờ nhìn vào câu số 1 nhá. À, câu 46 này. I'm sure that someone forgot to lock the door. Tôi chắc chắn rằng một ai đấy forgot, quên mất. Mà cái quên mất này trong quá khứ đơn. Thế mà ở đây người ta cho must rồi. Thế thì các con nhớ ngay thôi giáo cấu trúc, đó là must have cộng P2 của động từ, đúng không ạ? Must have cộng P2 của chúng ta thì nó có nghĩa là phỏng đoán, chắc chắn. Ở trong đâu các con? Trong quá khứ. Vậy câu này mình dịch tôi chắc chắn ai đó đã khóa cửa rồi, thì ý có nghĩa là một ai đó chắc chắn đã khóa cửa. Must have gì các con nhỉ? Forgotten. Ok. Đúng không? To lock the door. Rồi. Như vậy câu đầu tiên nhắc đến cấu trúc must have cộng P2. Tiếp theo chủ trung học câu hỏi số 47. We invited a pop star onto the chat show but he didn't turn up. Nhìn vào câu 47 này, turn up ý, thì nó sẽ bằng với là gì? Bằng với arrive, đúng không? Hay là bằng với appear là xuất hiện. Câu này dịch này, chúng tôi đã mời một cái ca sĩ nhạc pop đến cái buổi gì? Buổi nói chuyện. Thế nhưng mà anh ta đã không xuất hiện. Câu này thì các con sẽ thấy là hai mệnh đề này nó có cùng chung một người là a pop star với lại he. Hai người thực chất là một người. Vậy khi có một điểm chung các con có thể sử dụng gì? Mệnh đề quan hệ. Chuyên đề cô giáo dạy trong lớp live viết rồi này. Mệnh đề quan hệ, đúng không ạ? Các bạn lớp live xem chỗ này cho nên nói như nào. The pop star làm sao các con? Dùng gì ạ? Dùng who đúng không ạ? Được. À whom chứ, đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì nó là gì? Thay thế cho người ở vị trí tân ngữ. The pop star whom we invited. Đúng không? Invited gì nhỉ? Onto the chat show. Thì làm sao không đến? Didn't turn up. Câu này mà bạn nào nhá mà phẩy chỗ này xong phẩy chỗ này nữa là sai bét. Bởi vì sao? Mệnh đề quan hệ không xác định bằng mắt thường, bằng nhìn thấy ta có là nó sẽ được kẹp giữa hai dấu phẩy. Và nó sẽ chỉ sử dụng khi mà cái danh từ đứng trước nó đã được xác định rồi. Còn the pop star nếu như không có mệnh đề quan hệ, hoàn toàn người nghe và người nói sẽ chẳng hiểu đấy là ai.
một ca sĩ nhạc pop, rất nhiều ca sĩ nhạc pop, đúng không ạ? Nên chỗ này phải có một mệnh đề quan hệ để làm bổ sung nghĩa, rõ nghĩa cho cái danh từ lần trước. Vì thế chúng ta sẽ phải thực hiện, phải sử dụng mệnh đề quan hệ gì xác định, đúng chưa? Rồi ok, chuyển câu 48. Câu 48 thì rất dễ, đúng không ạ? Câu 48 rất dễ. Chỗ này thì các con nhìn cho cô giáo là có bạn hỏi là câu 47 em làm bị động được không á? Bị động như nào? Bị động là the pop star who was invited à? Hay thế nào? Ok. Nào câu 48 này. The plane had hardly left the airport when the accident happened. Ở đây đã có no sooner rồi. Thì cô giáo nhắc là hôm qua luôn cô giáo vừa dạy đảo ngữ. Đảo ngữ là chuyên đề số 16 cô giáo dạy ở trong lớp Live C. Thì đảo ngữ của chúng ta dùng no sooner như sau này. No sooner sau đó cộng với have này, sau đó cộng với chủ ngữ này, sau đó cộng P2, rồi sau đó chúng ta cộng với than này, rồi cộng mệnh đề chia quá khứ đơn. Mình sẽ dịch là vừa mới thì đã. Thì câu này mình dịch là no sooner have the plane left, đúng ạ, the airport, then the accident happened. Được chưa? Vậy câu này mình dịch là cái máy bay vừa mới rời khỏi sân bay thì cái vụ tai nạn xảy ra, đúng chưa? Như vậy chúng ta sẽ có cho cô giáo là gì nhỉ? No sooner had the plane left the airport than the accident happened. Ok? Bạn Phương Mai sai rồi nhá. Ai bảo thay than bằng dấu phẩy đấy? No sooner than bằng với hardly when, cô nhớ không? Bằng scarcely when, hôm qua vừa dạy xong. Tiếp theo câu 49 cho cô giáo này. You feel tired now because you didn't sleep very well last night. Bạn thì làm sao nhỉ? Cảm thấy rất là mệt bởi vì là bạn đã không ngủ ngon tối ngày hôm qua. Cô đảo hết lên đầu rồi. Như vậy thì con thấy đây chắc chắn là câu đảo ngữ. Mà đảo ngữ với trường hợp là câu điều kiện loại 3. Tại sao cô xác định luôn loại 3? Vì chỉ có loại 3 thì mới đảo hết lên đầu. Và cái thứ hai nữa là khi câu gốc nó đã chia quá khứ đơn rồi thì mình ước ý, mình điều kiện ý, mình sẽ phải cho điều kiện loại 3 là không thể có thật trong quá khứ. Bây giờ mình sẽ dịch là nếu như mà bạn ngủ ngon tối qua thì bạn sẽ không cảm thấy gì mệt bây giờ. Vậy là chúng ta sẽ có cho cô giáo như sau. Have gì các con nhỉ? Have you slept well last night? Đúng không? Have you slept well last night? Phải you wouldn't. Câu này mà bạn nào nhầm thành hết loại 3 là sai nhá. Chỗ này phải là 3 kết hợp 2 bởi vì nó có từ now đây này. Đấy, là một cái điều không thể xảy ra trong quá khứ, đúng không ạ? Và nó gì nhỉ? Dẫn đến một cái điều là không thể xảy ra trong hiện tại. Cho nên chỗ này ra là you wouldn't feel tired now. Đấy, đúng chưa? Ok. Như vậy là chúng ta sẽ có cô giáo câu 49. Had you slept well last night, you wouldn't feel tired now. Nó trộn giữa 3 với 2, được chưa? Đó. Tiếp theo câu cuối cùng, câu số 50. Lâu lắm rồi không nhắc lại tự luận. Trong lớp cô live share cô giáo vẫn dạy tự luận. They think the owner of the house is a prod. Câu đố các bạn biết là câu này là gì đấy? They think the owner of the house is a prod. Đây là một câu gì? Một câu chủ động, đúng không? Rồi, một câu chủ động. Bây giờ mình cho the owner lên trước, tức là nó là một câu bị động, đúng không ạ? Và đây là thuộc cái loại bị động kép. Đấy ạ, bị động kép. Thế thì cũng thế này, họ nghĩ rằng cái người chủ của ngôi nhà này đã đi nước ngoài rồi. Các con thấy cô giáo là hai cái động từ ở trong hai cái mệnh đề này, đúng không? Nó là cùng một thì, là thì gì đấy? Thì hiện tại đơn. Vậy là chúng ta có thể gì nhỉ? Viết lại câu bị động như sau. The owner of the house, cái người chủ của ngôi nhà này, được nghĩ rằng is a thought. Câu thì hiện tại đơn mà. Thì hiện tại đơn thì chúng ta có cấu trúc câu bị động là chủ ngữ này, sau đó cộng is, am, are này, sau đó cộng P2 của động từ. Think thì P2 là thought. The owner of the house is a thought. Sau đó các con thấy là vì là cùng thì này, cho nên chúng ta cộng to verb. Mà chỗ này nó là to be, cho nên to verb là to be luôn. Đấy. Rồi abroad. Ok. Như vậy câu này của chúng ta dịch như sau. The owner of the house is thought to be abroad. Đấy ạ. Rồi. Như vậy là chúng ta hãy cùng nhìn lại 5 câu tự luận. Có bạn nào đúng cả 5 câu tự luận không? Có bạn nào đúng cả 5 câu tự luận không? Đúng cả 5 câu tự luận là không được thiếu dấu phẩy, không được thừa dấu phẩy gì đâu nhé.
không được thừa thiếu dấu phẩy và không được thiếu cái gì ấy. The owner is a thought to be abroad cũng chưa được, bởi vì của cô là the owner of the house cơ mà. Bây giờ đến bài đọc điền. Đây, bây giờ đọc điền. Thì đọc điền với đọc hiểu cô giáo sẽ đưa ra đáp án cho các bạn. Lớp Lycee có nhìn thấy là đọc hiểu quen không nhở? Cho làm chưa? Cho làm trong khóa đọc hiểu, từ vựng đọc hiểu 9 cộng của cô Ngọc rồi đấy. Cô cho làm lại một lần, không biết có được 5 nổi, 7 trên 7 không? Bài đọc hiểu về sự đô thị hóa là hôm nay là cô giáo cho bài mà cô giáo đã chữa ở trong lớp Lycee. Mà không biết là các bạn lớp Lycee có nhìn thấy ra cái điều đấy không nữa. Ai chăm thì chắc thấy, còn ai không thì thấy nó cũng như mới mà thôi. Nào bây giờ nhìn vào cái bài đọc điền nhá. Cô giáo đưa ra bài đọc điền cho cô giáo như sau, à, các bạn như sau này. Câu 29 đáp án là D, stressful. Bởi vì là mình có file cộng với lại tính từ. Đấy. Tiếp theo đáp án câu 30 thì chúng ta chọn B cho cô giáo. Bởi vì ở đây chúng ta sẽ có cho cô giáo là be open to somebody, đúng không? Sẵn sàng cho ai bằng với available. Ở câu số 31 thì chúng ta sẽ chọn cô giáo đáp án là D. Bởi vì chúng ta có let somebody down, có nghĩa là làm cho ai buồn, thất vọng, chán nản. Ở câu 32 chúng ta chọn cô giáo đáp án là B, đó là make. Bởi vì có make sacrifice, có nghĩa là hy sinh, được chưa? Và câu 33 thì các bạn chọn cô giáo đáp án là A, đó là in other words nó có nghĩa là nói cách khác thì. Đấy, nói cách khác thì nhá. Tiếp theo chủ trung học cô giáo bài đọc hiểu. Bài đọc hiểu này thì làm rồi, cho nên là cô giáo những bạn ở trong lớp Lycee thì có đáp án chi tiết rồi, cô giáo chữa rồi đấy. Ok. Nào câu số 34 của chúng ta thì người ta hỏi là tiêu đề nào sau đây tiêu đề tốt nhất cho đoạn văn này, đúng không ạ? Thì đáp án chính xác của chúng ta sẽ là B. The risks of rapid urbanization in developing countries. Có nghĩa là những cái gì nhỉ? Rủi ro trong quá trình đô thị hóa nhanh chóng ở các nước đang phát triển. Tiếp theo câu 35, từ này của chúng ta gần như nhất với từ gì? Là từ deep, ok? Có từ lâu đời. 36, cái đại từ ít của chúng ta thì ám chỉ ai? Ám chỉ cái gì? Urbanization, sự đô thị hóa. Câu 37, người ta hỏi là dòng nào dưới đây có thể rút ra từ đoạn văn thứ 3? Là đáp án đi. Mọi people may come up with, có nghĩa là mọi người có thể nảy ra những cái ý tưởng mới cho cái sự gì? Đổi mới. Và câu 38, cái từ được in đậm ở trong đoạn văn này thì nó gần như nhất với từ gì? Là đáp án gì ạ? Đáp án A, inequalities, có nghĩa là sự bất bình đẳng. Câu 39, theo như đoạn văn thì cái sự mở rộng đô thị tạo điều kiện cho dịch bệnh lây lan vì sao? Vì sao? À, vì hầu hết việc mở rộng đô thị trên thế giới thì đang diễn ra trong các gì? Ở trong các khu ổ chuột. Đáp án là A, ok? Và cuối cùng câu 40 này, dòng nào dưới đây là đúng theo như đoạn văn? Dòng nào dưới đây là đúng theo như đoạn văn ạ? À, đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đáp án C. Đô thị hóa cũng mang lại những lợi ích quan trọng cho gì? Cho sự phát triển. Ok. Rồi có một bạn vừa hỏi cô là cô có đáp án chi tiết cho đề này không? Thì cô có đáp án chi tiết các bạn ạ. Và ngày mai nhá, cô giáo sẽ gửi đáp án chi tiết này cho chị admin của page. Và chị ấy sẽ làm một cái bài giveaway cho các bạn, cả đề, cả đáp án chi tiết của đề thi giữa kỳ 1 lần 1 này luôn. Nào các bạn có muốn nhận không? Ngày mai nhá, chúng ta sẽ cô sẽ gửi cho chị admin của page và chị ấy sẽ giveaway cho chúng ta cái đề của đề và đáp án chi tiết của bài này luôn. Đề và đáp án chi tiết. Cả đọc điền, đọc hiểu, cả tự luận các bạn nhá. Được chưa nào? Ok. Rồi, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong được cái bài học ngày hôm nay, cái buổi live ngày hôm nay. Đấy các bạn đã xem được bảng điểm rồi đúng không? Chúng ta thấy thế nào ạ? Đề có quá khó không ạ? Nào chúng ta đề có quá khó không? Phần nào là chúng ta hay sai, đúng không ạ? Cô đăng chuyên đề, đúng rồi, tí nữa cô quên. Chiều nay cô giáo bận quá cho nên cô giáo chưa đăng cái chuyên đề mới cho live share được. Lần 2 là khi nào vậy cô? Đề lần 2 của chúng ta cô giáo cho các bạn có một cái đề ôn tập. Đây, thứ mấy đây? Thứ 6. Cô bảo này, cái hôm thứ 6 này là ôn thi giữa kỳ đề 02 ấy, là cô giáo sẽ livestream tặng thêm các bạn một cái đề 02 này nữa. Nhưng cô lại vừa nghe được một thông tin là khả năng thứ 6 ấy là tổ chức sinh nhật của em class. Đấy. Thế nên là bạn Diệu Tâm bảo là cô ơi xem điểm ở đâu ạ? Xem điểm trên page. Thế nên là nếu như mà thứ 6 mà cô đi sinh nhật em class
thì cô không livestream được. Còn nếu như mà là không phải là hôm thứ sáu, bởi vì các thầy cô đang chọn ngày thì có thể là thứ sáu hoặc thứ bảy đấy, là cái hôm nào mà gọi là ít thầy cô không dạy nhất, không có lớp, trong lớp lai kín ấy, đấy, thì là các thầy cô sẽ chọn để mà chúc mừng sinh nhật em class 6 tuổi. Đấy thì nếu như mà nó vào hôm thứ sáu thì cô giáo xin phép các bạn nghỉ buổi đấy nhá. Còn nếu mà nó không phải vào thứ sáu thì cô giáo vẫn livestream như bình thường, được chưa? Đấy, đề này các bạn thấy khó không? Nói chung là cũng bình thường các bạn. Nó tất nhiên là đề nào cũng phải có những câu khó để phân loại rồi. Thế còn hôm nay có 3 bạn điểm cao nhất thì inbox trực tiếp cho fanpage của cô để nhận thưởng là cuốn sách 2500 từ vựng này nhá. Đấy. Còn những bạn nào này mà chúng ta đang là 2K4 muốn ôn thi trung học phổ thông quốc gia và các con đang chưa biết học như thế nào và đang tìm một cái khóa học để luyện chuyên đề và luyện đề thì có thể tham khảo cái khóa live CTG của cô Ngọc. Hiện nay khóa live CTG cô đã dạy đến chuyên đề thức giả định, tuần này sang chuyên đề thức giả định. Đấy. Và những bạn nào mà chúng ta học CTG thì đã biết rồi thì cô giáo sẽ dạy 3 buổi trên một tuần, phải chăng? Trong đó thì cô giáo sẽ dạy 2 buổi là 2 buổi chuyên đề chữ pháp và sẽ có 1 buổi là buổi từ vựng đọc hiểu nhá. Thì khóa này của chúng ta sẽ là bao trọn toàn bộ cái lộ trình cho đến khi thi trung học phổ thông quốc gia luôn. Đấy. Chuyên đề này, luyện đề và tổng ôn. Sắp đến giai đoạn luyện đề rồi, bởi vì là luyện đề là nó rơi tầm tháng 12, tháng 1. Thì tới đây thì các bạn cũng sẽ nhận được, cô giáo cũng sẽ ra sách mới, đó là sách luyện đề. Các bạn sẽ có là sách từ vựng đây và có một quyển sách luyện đề nữa. Thì cô giáo sẽ ra trong cái giai đoạn mà lai T này, là lớp lai luyện đề nhá. Những bạn nào mà chúng ta đang tham khảo cái khóa luyện thi trung học phổ thông quốc gia thì các bạn có thể tham khảo khóa CD của cô và các bạn có thể đăng ký theo đường link hoặc là inbox trực tiếp cho fanpage, ok? Rồi, thế còn hôm nay thì cô giáo xin chào và tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các cái buổi livestream tiếp theo, ok? Bye bye and see you next time.